Xin chào quý vị và các bạn, trục rãnh thấp phía Nam bán đảo Cà Mau đang có xu hướng hoạt động mạnh hơn và nâng trục lên phía Bắc. Do đó, thời tiết tại Nam Bộ được dự báo sẽ có xu hướng gia tăng mưa dông. Trong cơn dông thì cần đề phòng thời tiết cực đoan đi kèm như là sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh. Không loại trừ khả năng có những điểm có mưa với lượng khá ở cả miền Đông và miền Tây Nam Bộ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày trên toàn khu vực được dự báo sẽ chủ yếu dao động từ 30 đến 34 độ. Còn tại các tỉnh thành thuộc vùng cao Tây Nguyên trong 3 ngày tới sẽ vẫn có mưa rải rác và có nơi đi kèm theo dông. Tuy nhiên, thời gian mưa chủ yếu là lui về cuối ngày. Ban ngày thì trời còn nắng gián đoạn với mức nhiệt độ ở mức dễ chịu trong khoảng từ 29 đến 32 độ. Quay trở ra với các tỉnh thành miền Bắc, đang là thời kỳ chuyển sang mùa mưa nên chỉ cần những sự xáo trộn nhỏ trong khí quyển cũng sẽ là tác nhân làm cho mưa dông có thể gia tăng tại các tỉnh Bắc Bộ. Và theo nhận định của chúng tôi thì trong những ngày đầu tuần mới, do chịu ảnh hưởng của bộ phận cao lạnh lục địa nên rãnh áp thấp, mưa tại miền Bắc sẽ lại gia tăng thêm cả về diện và lượng. Trong đó thì mưa sẽ tập trung xuất hiện trong 2 ngày, mùng 8 và mùng 9 tháng 5. Do có mưa nên trong những ngày tới, nền nhiệt trên toàn Bắc Bộ sẽ duy trì trạng thái là mát mẻ cả ngày. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều trên toàn khu vực được dự báo chỉ phổ biến từ 27 đến 30 độ. Và khi tham gia lưu thông ngoài trời thì quý vị nên mang theo bên mình các vật dụng che mưa như là áo mưa, ô dù để đề phòng những cơn mưa bất chợt, nhất là vào thời điểm chiều tối và tối muộn. Lui xuống dọc ven biển miền Trung, thời tiết trong ngày thứ hai làm việc đầu tuần, tức là ngày mùng 8 tháng 5 thì sẽ vẫn duy trì là trời ít mưa, ngày có nắng với chế độ nhiệt ẩm chưa có nhiều biến động. Cường độ nắng trong ngày ở ngưỡng vừa phải với nhiệt độ cao nhất trưa chiều tại các tỉnh từ Thanh Hóa cho tới Thừa Thiên Huế phổ biến từ 29 đến 32 độ. Còn tại khu vực từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, thời tiết thuận lợi phổ biến là 31 đến 34 độ. Và thời tiết này cũng sẽ thuận lợi cho các hoạt động dân sinh và thông thương hàng hóa của người dân. Tuy nhiên, từ ngày 9 tháng 5 thì trời sẽ chuyển nhiều mây hơn và mưa có xu hướng gia tăng tại Trung Bộ. Và theo các chuyên gia, thời tiết mưa sẽ xuất hiện tập trung chính là tại các tỉnh Bắc Trung Bộ và khu vực Nam Trung Bộ. Còn lại các tỉnh Trung Trung Bộ thì thời tiết nhiệt cũng sẽ giảm. Nhưng mà diện mưa thì không nhiều, chỉ xảy ra ở khoảng 1/3 diện tích khu vực. Chuyển sang thời tiết trên biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa trong những ngày tới thời tiết ít mưa, thịnh hành trường gió Đông đến Đông Nam có cường độ trung bình, chủ yếu là ở mức cấp 4, cấp 5. Còn tại vùng biển phía Nam, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-8 độ vĩ Bắc, nên khu vực Nam Biển Đông bao gồm quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, trong những ngày tới sẽ tiếp tục có mưa rào và dông nhiều nơi. Trong cơn dông thì có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Như vậy là trong 2 ngày tới, các tỉnh thành thuộc Bắc Bộ thời tiết mát mẻ, có mưa dông tập trung xuất hiện tại các tỉnh phía Đông. Từ ngày 9 tháng 5 thì mưa cũng sẽ gia tăng tại các tỉnh miền Trung, tập trung chủ yếu là tại các tỉnh Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Còn khu vực Trung Trung Bộ thì trời sẽ chuyển nhiều mây hơn, nhiệt giảm nhưng ít có mưa hơn. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung nhiều ở khu vực Nam Bộ, cần đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông. Bản tin thời tiết cuối ngày 7 tháng 5 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC cũng xin được khép lại. Xin chào tạm biệt và chúc quý vị sẽ có một đêm ngon giấc.